Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cũng nêu quan điểm về những giải pháp có thể triển khai để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới. Trước hết là phải có cái định hướng về chiến lược, về chất lượng và kèm theo đấy là các cái đầu tư thích đáng để tập trung như là về cơ sở hạ tầng, về đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên và đặc biệt là phát triển tập trung mạnh vào cái lĩnh vực đào tạo nghề. Và có như vậy thì cái lực lượng chất lượng, cái lực lượng lao động của chúng ta mới đạt được cái năng suất mà mình mong muốn và đã được đặt ra trong rất là nhiều cái văn bản, cái nghị quyết của đảng và chính phủ. Cũng nhà nước cũng cần phải ưu tiên nguồn lực ngân sách nhà nước cho hỗ trợ, cho đầu tư đúng mức cho giáo dục nghề nghiệp và đẩy mạnh hơn nữa cái cơ chế chính sách để phối hợp giữa nhà trường, nhà nước và doanh nghiệp để doanh nghiệp cùng với nhà trường đồng thời là đào tạo ra đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng bộ với việc đào tạo đó thì cũng cần phải có trang bị cơ sở vật chất để đảm bảo công tác học đi đôi với hành để nâng cao kỹ năng tay nghề ngay từ trong trường học.